Xin chào tất cả các em khối 9 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ nhập nhau qua chương 2, một số vấn đề xã hội của tin học. Ai trong chúng ta khi quá trình sử dụng máy tính cũng thường gặp những rủi ro như là máy tính không khởi động được, không tìm thấy tài liệu. Các thư mục và tệp tin hay gọi là tập tin file bị khóa không có mở được. Thông tin trong máy tính của chúng ta cũng rất là quan trọng, được sử dụng thường xuyên. Còn thông tin trong máy tính mà thuộc ở quy mô tầm quốc gia thì như thế nào? Sự mất an toàn thông tin ở quy mô tầm quốc gia rất thể dẫn đến hậu quả rất là lớn. Vì vậy, việc bảo vệ thông tin máy tính là việc hết sức cần thiết. Chúng ta sẽ học qua bài 5, bảo vệ thông tin máy tính. Bài 5 này nói về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính, virus máy tính và cách phòng tránh. Chúng ta vào bài 5, bảo vệ thông tin máy tính. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính. Có 3 nguyên nhân cơ bản: yếu tố công nghệ, yếu tố vật lý, bảo quản và sử dụng, yếu tố virus máy tính. Bây giờ chúng ta vào vấn đề A, yếu tố công nghệ. Một vài trường hợp máy tính có vấn đề hoặc là máy tính trong nhà em khi dùng lâu có hiện tượng không mong muốn. Ví dụ như là lúc em mở máy được, lúc sau em mở máy không được, hoặc là chút xíu em lại mở máy mới được. Có thể nguyên nhân là do em bật tắt máy tính hay là phát khởi trong chương trình không hợp lệ đều dẫn tới việc mất mát thông tin. Ví dụ như là khi vô phòng máy, khi ra về thì cô nói em set down máy giúp cô. Thì có nhiều bạn không có dùng phần mềm, tức là dùng nút set down để set down thoát khỏi chương trình, đóng hết là tức là set down máy. Mà bạn đang sử dụng máy rồi bạn dùng tay, bạn nhấn phím power, bạn tắt ngang, bạn tác dụng bằng cái nguồn điện. Làm như vậy thì nhiều cái văn bản hay nhiều cái vấn đề nó đang xử lý, nó chưa kịp thu hồi lại, nó được cắt ngang. Như vậy nó sẽ là mất cái file hoặc mất dữ liệu. Thì đó là phần mềm, nó gọi là nó mất một số file thì nó gọi là phần mềm chạy trên máy tính, nó có sự cố. B là yếu tố vật lý, bảo quản và sử dụng. Em có để ý là khi vô phòng máy thì cô mở máy lạnh. Mở máy lạnh đây không phải là mở cho em, mà cô mở máy lạnh để bảo quản máy. Do là môi trường nóng ẩm làm cho giảm tuổi thọ của máy tính. Khi mà em sử dụng máy hoặc là cái con người em cũng tỏa ra cái nhiệt độ máy, bản thân máy khi hoạt động cũng tỏa ra cái nhiệt độ. Làm cho cái môi trường xung quanh của nó nóng lên, ẩm lên, nên khi mình sẽ mở máy lạnh để cho dịu lại. Do va đập mạnh hoặc bị ướt có thể làm hư hỏng máy tính. Cô để ý có những cái bạn là đánh máy, đánh bằng phím rất là mạnh, râm 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 râm. Hoặc là em để ý là cô không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ cho bạn mang đồ ăn thức uống vô phòng máy. Vì em mang thức uống vô có thể vô tình bạn gạt tay làm rớt nước vô, làm đổ vô bằng phím dẫn tới hiện tượng chập điện rồi vân vân, làm cho có thể hư hỏng máy tính. Như vậy yếu tố bảo quản không hợp lý sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. Máy tính cũng là một thiết bị điện tử nên có thể xảy ra sự cố hỏng. Nó là thiết bị điện tử mà, nên đồ điện tử, cái linh kiện điện tử nó đang sử dụng một chút xíu nó có thể là nó bị hư. Hoặc là em không thể nghĩ rằng là cái máy tính, em có thể nói với cô máy em mới sử dụng hay sao giờ hư. Không thể, máy không thể hôm nay sử dụng được rồi ngày mai sử dụng được, ngày mốt sử dụng được, rồi máy em tuần này sử dụng được, tuần sau sử dụng được, máy em tháng này sử dụng được, tháng sau sử dụng được, máy em năm này sử dụng được, năm sau sử dụng được. Có nghĩa rằng máy em không thể sử dụng cả đời, mà nó cũng có thể là đồ điện tử trong đó nó cũng đang sử dụng. Như vậy thì con linh kiện điện tử nó bị hỏng, nó xảy ra sự cố và nó hư máy liền.
Ngoài cái nguyên nhân là yếu tố công nghệ nè, vật lý, bảo quản và sử dụng như là nguồn điện nó không có đúng nữa nè, thì nó làm do cho máy móc mình mau hư hỏng. Ngoài ra mình có một yếu tố còn lại nữa, đó là virus máy tính. Virus là cô đọc theo tiếng Anh, còn em thì em hay đọc là virus. Virus máy tính đây là một chương trình hay một đoạn chương trình, sản phẩm này là của một lập trình viên, nó khác với lại con virus mà trong y khoa. Virus máy tính, virus máy tính xuất hiện trong những năm 80 của thế kỷ 20. Virus máy tính trở thành một trong những nguyên nhân gây mất thông tin máy tính với những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhiều loại virus tự động xóa một phần hay xóa hết dữ liệu trên máy tính. Cần sao lưu dữ liệu và phòng chống virus máy tính. Chúng ta sẽ dành nguyên cái phần số 2 để nghiên cứu về virus máy tính và cách phòng tránh. Virus máy tính là gì? Virus máy tính, gọi tắt là virus, là một cái chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng bị khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm vật mang virus được kích hoạt. Tức là về cơ bản của nó là lúc nào nó cũng tự nhân bản hay sao chép chính nó. Cái đó là đặc điểm của nó. Ví dụ như văn bản của em ra định copy thì nó mới copy. Còn đây là bao giờ trong cái đoạn chương trình đó cũng phải có cái lệnh là nó tự âm thầm sao chép. Rồi vật mang virus được kích hoạt là sao? Ví dụ file A nó có một cái đoạn virus ở trên đó, nhưng em không mở cái file A ra thì không sao hết. Khi em mở một cái file A ra có nghĩa là cái file A nó được kích hoạt và lúc này nó sẽ âm thầm tự sao chép cái đoạn virus đó qua một cái file khác, file B, file C, D đó, và nằm im ở đó. Rồi, một phần thứ hai là cái nội dung chương trình yêu cầu làm cái gì thì nó sẽ làm đó. Ví dụ, nội dung cái chương trình yêu cầu là thể hiện bộ mặt cười thì nó sẽ hiện cái bộ mặt cười. Hoặc là kêu là tới đúng ngày giờ đó phọt mát máy thì ta đúng ngày giờ nó phọt mát máy. Chứ không phải lúc nào nó cũng là xóa dữ liệu nha. Tùy cái chủ nhân của cái đoạn chương trình yêu cầu làm cái gì thì nó sẽ làm cái đó. Những vật nào có thể mang virus? Vật mang virus có thể là các tập tin hay gọi là tập tin hay là file, các chương trình, văn bản, bộ nhớ, đĩa cứng, USB. Do đó cô hay nhắc mấy bạn là đừng có mang USB chép game từ nhà vô phòng máy, hoặc là từ phòng máy nó sẽ lây, tại vì ở trên phòng máy nó được bảo quản có ổ đĩa C thôi, còn đĩa D là để dùng cho em lưu dữ liệu. Có thể là em sẽ mang virus từ nhà vô phòng máy, hoặc là từ phòng máy sẽ đem về nhà. Một số virus chỉ là những trò đùa liên tục, như là để ổ CD ra ngoài, hay là hiện lên màn hình một câu trêu chọc làm ảnh hưởng, làm ẩn cái tập tin và thư mục, ít nhiều gây sự khó chịu cho người dùng máy tính. Hoặc là chạy chậm, treo máy, tắt máy, khởi động lại, không kết nối mạng, v.v. Trong nhiều trường hợp, virus thực sự là mối đe dọa đối với an toàn thông tin của người dùng. Mới đầu là nó nhẹ nhẹ, sau là nó âm thầm, nó thu thập thông tin cá nhân của em, nó đã vô máy tính của em, nó thu nhập thông tin nào, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, v.v. tất cả các thứ. Rồi nó bán cho cái người khác để người khác theo dõi em chẳng hạn. Hoặc là nó âm thầm vô bên ngân hàng để nó thu thập thông tin ở trong đó, là em có tên có trong tài khoản ngân hàng, số tiền bao nhiêu trong đó, tài khoản bao nhiêu, vân vân. Nhẹ thì sẽ bán cho người ngoài, hoặc là bất động sản sẽ gọi chết cho em tới mua bất động sản, vân vân. Nhưng mà nặng thì nó có thể chuyển tiền từ tài khoản em đi qua tài khoản khác. Nói vậy chứ bây giờ là bên ngân hàng thì IT cũng rất là giỏi. Hồi xưa thì họ không IT, họ cũng giỏi nhưng mà họ trở tay không kịp.
Còn bây giờ họ đã nghĩ ra nhiều phương án và họ đã ngăn chặn một lần cái hiện tượng mà thông tin ở trong ngân hàng cũng ít có rò rỉ ra, nhưng mà IT của ngân hàng bây giờ rất là giỏi nha. Cái đó là sự mất của thông tin của cá nhân em, còn bây giờ sự mất thông tin ở quy mô lớn tầm quốc gia như thế nào? Ví dụ như là thông tin ở quy mô lớn tầm quốc gia mà bị mất thì là bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia hay là những cái chiến lược của nước cũng đã bị mất. Thì cái việc này nó rất là tai hại, giống như là mình làm cái gì người khác người ta cũng biết hết. Do đó việc bảo vệ thông tin máy tính là một việc hết sức cần thiết. B. Tác hại của virus máy tính. Nó làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống, giống như là CPU hay là bộ nhớ, dung lượng của đĩa cứng. Các máy tính bị nhiễm virus thường có hiện tượng chạy rất là chậm, bị treo hoặc tự động tắt máy khởi động hay khởi động lại, đèn báo ổ cứng hay là kết nối mạng nhấp nháy liên tục. Thậm chí virus có thể gây ra hiện tượng không thể kết nối máy tính, hoặc là những cái con virus nó kêu máy tính xử lý cái bài toán của nó liên tục. Còn cái bài toán của mình hay là cơ mình đang xử lý, nó như là nó bỏ qua bên, nó xử lý cái bài toán của nó liên tục, làm cho máy nó treo máy luôn. Phá hủy dữ liệu. Có nhiều loại virus hoặc làm hỏng các tệp chương trình hay dữ liệu. Các tệp thường là bị tấn công nhiều nhất là các tệp văn bản .doc, các tệp văn bản xử lý và các tệp tập tin chương trình .exe.com. Một số virus hoạt động vào một thời điểm nhất định như là virus thứ 6 ngày 13, cũng như có những virus nguy hiểm hơn, bất ngờ xóa dữ liệu khiến người dùng không kịp trở tay. Có nghĩa rằng là khi em cuối năm đại học, em làm một cái đồ án tốt nghiệp, em ngồi em gõ văn bản, em gõ mấy ngày, mấy tuần liền, em công em xử lý, nhưng mà thế tới gần tới ngày nộp thì có virus vô, nó xóa sạch dữ liệu và nó chèn con số 0 hoặc là chèn cái file đó trắng bóc. Đó là phá hủy dữ liệu. Phá hủy hệ thống. Một số virus cố tình phá hủy hệ thống, làm giảm tuổi thọ hoặc định dạng là ổ cứng, làm máy tính hoạt động không ổn định hay bị tê liệt. Có nghĩa rằng là tới khi nó vô, nó tự nó format ổ C hết là mình mất. Mình cái ổ cứng mình cứ format đi format lại làm sẽ làm mau hư dữ liệu. Đánh cắp dữ liệu. Nhiều loại virus được viết với mục đích đánh cắp các thông tin quan trọng được lưu trên máy tính, như các loại sổ sách, chứng từ, sổ thẻ tín dụng, mật khẩu truy cập để trục lợi. Ví dụ như là thông tin quan trọng của mình đánh cắp hoặc là đổi dữ liệu, hoặc là cái file xử lý Excel của em như vậy mà bây giờ nó đổi số liệu lại, một hàng ngàn số liệu em không thể nào mà kiểm tra hết được. Mã hóa dữ liệu để tống tiền. Cái này virus xâm nhập vào máy tính, nó sẽ mã hóa dữ liệu quan trọng của người dùng và yêu cầu họ phải trả tiền để có thể khôi phục lại. Tức là nó xử lý, nó xóa không. Bây giờ nó xóa điện thoại của em, nó gửi tới, giờ em phải chuyển tiền để nó phục hồi lại cho em. Gây khó chịu khác cho người dùng. Virus có thể thiết lập các chế độ ẩn cho bịa tệp tin hoặc thư mục, thay đổi cách thức hoạt động bình thường của hệ điều hành cũng như các phần mềm ứng dụng, các trình duyệt, phần mềm văn phòng. Chính vì những tác hại đó, mỗi người cần tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định về virus để sẵn sàng đối mặt với vấn nạn virus. Một số virus máy tính mà đã làm mưa làm gió trước đây, đó là con ngựa thành Troa, Vlovov, thứ 6 ngày 13, bỏ máy tính. Cái người mà viết ra cái chương trình virus thì được gọi là hacker mũ đen. Còn cái người mà viết ra chương trình chống virus thì được gọi là hacker mũ trắng. Về vấn đề hacker mũ đen, hacker mũ trắng là như thế nào thì em có thể tìm hiểu một cái nhân vật tên là anh Hiếu PC. Anh Hiếu PC trước đây là hacker mũ đen và ngày nay ảnh là hacker cơ mũ trắng. Ảnh làm ở trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Để hạn
hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố dẫn tới mất an toàn thông tin máy tính ở trên, ta cần thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết. Là biện pháp đề phòng cần thiết để bảo vệ thông tin máy tính là sao, lưu dữ liệu và phòng chống virus máy tính. Các con đường lây lan của virus. Virus có thể lây lan vào máy tính bằng nhiều cách khác nhau. Qua việc sao chép tệp đã bị nhiễm virus. Qua các phần mềm bẻ khóa, các phần mềm sao chép lậu. Qua các thiết bị nhớ di động. Qua mạng nội bộ, mạng internet, đặc biệt là thư điện tử. Qua các lỗ hổng phần mềm. Tóm lại, qua việc sao chép dữ liệu bị nhiễm virus. Khi sao chép các tệp bị nhiễm virus là lúc ta đã tự cho virus lây vào máy tính của mình. Qua các phần mềm bẻ khóa, các phần mềm sao chép lậu. Để chống lại việc sao chép lậu, nhiều nhà sản xuất ngầm cài đặt virus trong phần mềm. Virus sẽ tự kích hoạt khi phát hiện sử dụng phần mềm không có hợp pháp. Qua các thiết bị nhớ di động. Đây là một trong những con đường lây lan virus hết sức phổ biến. Nhiều loại virus đang ẩn mình trong máy tính đã bị nhiễm, luôn chờ sẵn để tự nhân bản vào thiết bị nhớ được kết nối vào và đợi cơ hội lây nhiễm cho các máy tính khác. Qua mạng cục bộ, mạng internet, đặc biệt là thư điện tử. Có thể nói thư điện tử là một con đường lây lan virus chủ yếu và phổ biến nhất hiện nay. Từ một máy tính, virus thu nhập các địa chỉ thư điện tử trên máy tính và gửi thư điện tử với nội dung hấp dẫn kèm theo tệp có virus để lừa người nhận mở các tệp này. Một số virus điện tử có thể đề nghị người nhận chuyển tiếp cho những người khác. Bằng các cách này, virus có thể nhanh chóng lây lan trên toàn cầu theo số cấp số nhân. Do đó, thì cô hay nói là em để tên để người ta nhận dạng, thấy tên lạ. Thí dụ cô thấy tên lạ là cô không mở ra, hoặc là cô nhắn thấy cái nội dung đó là lạ là cô không mở ra, cô xóa hẳn luôn. Qua các lỗ hổng phần mềm, các phần mềm, kể cả hệ điều hành, không tránh khỏi những lỗi mà không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Nhiều loại virus khai thác lỗi này để xâm nhập từ xa và lây nhiễm lên máy tính một cách âm thầm. Phòng tránh virus. Nguyên tắc chung để phòng chống virus là luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những con đường lây lan của chúng. Có một số chương trình diệt virus như là Pika, em đọc là PKAV, Kaibusky, Maskerface, Norton. Chúng ta sẽ hạn chế việc sao chép không cần thiết, không chạy các chương trình tải từ Internet hoặc sao chép từ máy khác khi chưa đủ tin cậy. Chúng ta cần cẩn thận và không nên mở những tệp gửi kèm trong thư điện tử nó có nghi ngờ về nguồn gốc hay nội dung. Chúng ta không truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh hoặc xuất xứ không rõ ràng. Chúng ta thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi các phần mềm chạy trên máy tính của mình, kể cả hệ điều hành. Định kỳ sao lưu dữ liệu để có thể khôi phục khi bị virus phá hại. Định kỳ quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus. Nói tóm lại là chúng ta phải cảnh giác và ngăn chặn trên chính con đường lây lan của chúng và cập nhật phần mềm diệt virus và phát virus thường xuyên. Phần củng cố em nhìn là bảo vệ thông tin máy tính, nó sẽ là các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính. Chúng ta có 3 yếu tố. Yếu tố công nghệ, sử dụng không đúng kỹ thuật, phần mềm không ổn định. Thứ hai là yếu tố vật lý bảo quản và sử dụng, thì là tuổi thọ của máy thiết bị, lỗi của nhà sản xuất, bảo quản, môi trường con người tác động. Yếu thứ ba là rất là quan trọng là virus máy tính. Chúc các em học tốt.